Thực hiện chủ đề năm an toàn giao thông 2023, thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, nâng cao chất lượng thực hiện chương trình Tôi yêu Việt Nam, Công an thành phố Ninh Bình phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, trường Mầm non Ninh Khánh tổ chức nghỉ hội Bé với an toàn giao thông trong ngày hội các học sinh được giao lưu trò chuyện xem các tiểu phẩm và tham gia các phần thi về an toàn giao thông được hướng dẫn đội mũ bảo hiểm tư thế đúng khi ngồi trên xe gắn máy các quy tắc văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông và các biển báo giao thông cơ bản tham gia giao thông dưới sự hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông trên mô hình ở sân trường cũng như ở ngoài đường phố thông qua ngày hội nhằm giúp trẻ có những hiểu biết và những hành vi thói quen ban đầu trong chấp hành luật giao thông nâng cao nhận thức về luật an toàn giao thông và văn hóa khi tham gia giao thông giúp các em trải nghiệm thực tế góp phần phát triển trí tuệ hình thành kỹ năng sống tích cực cho trẻ em giúp giáo viên thực hiện tốt nội dung giáo dục an toàn giao thông được lồng ghép trong chương trình giáo dục mầm non, đẩy mạnh công tác tuyên truyền an toàn giao thông đến với cộng đồng. Đây còn là dịp để các bậc phụ huynh trao đổi kinh nghiệm cùng nâng cao trách nhiệm trong việc giáo dục ý thức tham gia giao thông an toàn cho trẻ. Nhân dịp này, công an thành phố và đơn vị tài trợ đã tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.